Để chia sẻ cho thầy đi anh em ơi. Chắc lên bê mơ ke ngồi xem thầy đập cái ghế này luôn qua. Quải lầm ghê. Thầy hồi bữa là thầy đập cái ghế đế đập cái ghế đế bằng xi măng, còn cái ghế đế này là ghế đế bằng tơ nít anh em à. Thầy quải lầm ghê. Thầy tặng cho anh em cái ghế đế buổi trưa. Ai vậy? Cảm ơn CD, cảm ơn bạn. Vãi lòng. Chào 14 ke 600 anh em. Bơ ke gì mày bơ ke anh em. Buổi trưa mày anh em cũng đi bơ ke. Cảm ơn CD, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bác, cảm ơn bạn. 15 ke anh em ơi, tim về chia sẻ cho thầy đi anh em ơi. Anh em ơi, tim về chia sẻ, cảm ơn CD, cảm ơn bạn. Anh em ơi, tim về chia sẻ cho thầy đi anh em ơi. Thầy vãi lòng thiệt. Thầy vãi lòng anh em thiệt. Cuộc sống này quá bon chen, vì cuộc đời hạnh phúc em đêm. Thành phố buồn, cảm ơn Đức Sù, cảm ơn bạn. Vãi lòng 15 ke anh em. Thầy vãi lòng anh em thật. Vãi lòng, cảm ơn Ngơ, cảm ơn Phương Ly, cảm ơn bạn. 15 ke anh em ơi. Tim chia sẻ cho thầy đi anh em ơi. Ăn cơm cho anh em. Cái bạn này sao bạn lì dữ dằn dị chờ. Thầy vãi lòng thiệt luôn á. Thầy vớ lòng thì có chứ. Thầy thật sự là thầy quét vớ lòng. Ai vậy? Ai mới tặng cho thầy đầu tóc vậy? Cảm ơn bạn nha bạn ơi. Cảm ơn bạn. Thầy vớ lòng ghê. Anh em vớ lòng thầy thì có chứ. Vậy lòng thơ anh em ơi. Đừng có tặng cho thầy cái đó nữa. Anh em với thầy năn nỉ anh em luôn á. Thầy xin anh em cảm ơn. Thầy vớ lòng. Chào 15 ke anh em. Cuộc sống này quá bon chen. Cảm ơn bác, cảm ơn bạn. Cảm ơn Duy, Nhất Huy, cảm ơn bạn. Cảm ơn Kè Rốt, cảm ơn bạn. Quả lòng, cảm ơn Đức Thù, cảm ơn bạn. Cảm ơn Nguyễn Hồ, cảm ơn bạn. Quả lòng, cảm ơn Hát. Cảm ơn Hát gì trời, thầy cũng ngu thì coi cho. Cảm ơn Bát. Tặng vòi vôi mà thầy cảm ơn Hát. Thầy quả lòng cơ. Cái bạn Hát này xong với thầy. Cái bạn hát này xong dưới thầy rồi nha, nha bạn hát. Sổ đầu bài nha bạn hát. Thầy vớ lòng bạn hát thì coi chưa. Vòng tay phanh lại cho thầy đi hát ơi. Bạn hát ơi, thầy vớ lòng thì coi chưa. Vớ lòng ghê. Đừng có đỡ thầy ghi vô sổ đầu bài nha anh em. Cuối năm thầy hẹn anh kiểm thầy cho ở lại lớp á. Ngơ, quải lòng ngơ, vớ lòng ngơ. Khi mà thầy ghi vô sổ đầu bài xong, thầy mời phụ huynh lên nha anh em. Thầy mời phụ huynh tới gặp thầy á. Đừng có giỡn với thầy nha anh em. Quải lòng Tuấn nè ơi. Tuấn nè là một học sinh ưu tú của thầy mà bữa nay chuyển qua học sinh yếu luôn trời ơi. Vãi lòng hát với Tuấn nè. Thầy vớ lòng hai anh em thiệt. Thầy vớ lòng kìa. Đừng có đỡ thầy ghi vô sổ đầu bài.
những anh em học sinh kém biệt, học sinh yếu kém, học sinh số yếu, những anh em phải lòng cảm ơn Phương Ly, cảm ơn bạn nữ Phương Ly, phải lòng hàng thùng ơi, bạn hàng thùng nữa thầy vớ lòng ghê. Đừng có đỡ anh em học số yếu nha anh em ơi. Hồi kia thầy đã từng đi học số yếu anh em à. Học số yếu nó vớ lòng lắm. Cảm vải lòng nãy giờ mà thấy được một cái. Vải lòng cái bạn Linh này hồi nãy giờ. Bạn Linh này là cái người mở đầu ra tặng cho thầy cái trái bí rửa. Vải lòng ghê. Sổ đầu bài nha anh em. Sổ đầu bài nha anh em ơi. Vải lòng ghê. Cảm ơn hát. Vải lòng thật sự cảm ơn Phương Ly. Cảm ơn bạn nữ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Con gái mà sao tặng cho thầy dữ dằn vậy trời. Thầy vớ lòng thì coi chưa. Thường thường trên top top này, con trai tặng cho con gái để kiếm người yêu. Còn bạn nữ này bạn tặng cho thầy để làm gì trời. Bạn Phương Ly cho thầy xin cái mục đích của bạn được không vậy? Quy lý do vì sao bạn tặng cho mình vậy bạn Phương Ly? Bạn nữ Phương Ly ơi. Thầy nói thiệt với anh em luôn. Thường thường những con trai tặng cho con gái toàn là ế không anh em à. Tặng để kiếm người yêu. Đa số những con trai ở trên này tặng cho gái là để kiếm người yêu. Còn bạn Phương Ly này con gái tặng cho thầy là để làm gì cho anh em? Cảm ơn Nguyễn Hồ, cảm ơn bạn Khôi ơi. Thầy vớ lòng với Khôi ơi. Chào 10B800 anh em. Cảm ơn Bát, cảm ơn Ben, cảm ơn bạn. Để bỏ vợ vải lòng không bao giờ đâu em ơi, không có đó, không có chuyện đó xảy ra đâu em ơi. Thầy chỉ có vợ thầy thôi em ơi. Bây giờ thầy nói thiệt, Ngọc Trinh mà đứng trước thầy chưa chắc gì thầy để rụng trứng anh em ơi. Vợ thầy là cái người đẹp nhất trong lòng của thầy. Tuy là thầy hay cãi lộn với vợ thầy nhưng mà thầy vẫn đỡ vợ thầy trong lòng. Chào 10B400 anh em, không có thể ai mà thay thế được anh em à. Bây giờ có 10 Ngọc Trinh cộng lại cũng chưa chắc chị thay thế được vợ thầy. Vợ thầy tại vì quế sinh. Vợ thầy nói thiệt với anh em á, hô hậu quốc tế mà còn thua anh em à. Chào 10B500 anh em. Vải lòng ai vậy? Vải đạn cảm ơn chị. OS cảm ơn chị. Vải đạn kìa. Bà chị thầy không có thể nào nói được anh em à. Bà chị bà tặng cho thầy vòi vôi thầy không có thể nào nói được. Thầy vớ lòng kìa. Thầy sợ bà chị bà liếm. Thầy nói xong bà liếm thầy anh em à. Chào 14 kia anh em. Cảm ơn chị OS, cảm ơn chị. Quải lòng ghê. Chào 14 kia anh em. Thầy vớ lòng thiệt. Chào 14 kia anh em nha anh em ơi. Hôm nay thầy lên đây anh em biết làm gì không? Để thầy kiếm nhân năm anh em à. Cảm ơn Đức Sù, cảm ơn bạn. Bơ ke đi thầy. Thôi thôi em ơi, buổi trưa thầy lên đỡ thầy kiếm nhân năm anh em ơi. Tối thầy mới bơ ke. Cảm ơn Lẽ, cảm ơn bạn. Trời ơi, sao thầy ngu thầy cảm ơn chị gì trời. Thầy vớ lòng thì coi cho. Ngon coi. Thầy nói thiệt, cảm ơn Phương Ly, cảm ơn bạn nữ nha bạn ơi. Bạn tặng cho mình đừng có cái mục đích nào nha bạn ơi. Bạn tặng cho mình, bạn quý mình, bạn tặng cho mình, cho bạn đừng có cái mục đích nào nha bạn.
Làm quải lòng kìa. Cái bạn Phương Ly nè, bạn ấy tặng cho thầy từ nít phụ qua nít chính luôn mà thầy vớ lòng bạn ấy thì coi cho thầy thật sự thầy quá vớ lòng. Chào 13K600 anh em. Chắc thầy đập luôn cái ghế qua anh em ơi. Thầy vớ lòng thiệt. Sao anh em tốt với thầy dữ dằn vậy trời. Thầy lên thầy có tâm sự với anh em không mà anh em cũng tặng cho thầy. Thầy vớ lòng anh em thiệt luôn á. Thầy lên thầy chưa có đi kiếm 5 năm thầy mới tâm sự với anh em thôi mà anh em tặng cho thầy muốn quải lòng luôn. Chắc thầy thưởng cho anh em cái ghế luôn cho rồi. Thưởng cho anh em cái ghế luôn rồi. Thầy vớ lòng thiệt luôn á. Cái ghế mới này tính ra tôi không đập nhưng mà anh em tốt với tôi quá chắc tôi đập luôn quá. Phải là cái ghế này thầy mới mua anh em à. Cái ghế này thầy vừa mới mua anh em à. Anh em tin không? Thầy quải lòng nha. Quải lòng. Bỏ cái chân rồi anh em ơi. Quải lòng nha. Quải lòng nha. Mừ. Cảm ơn Nguyễn Hồ, cảm ơn bạn. Quải lòng thôi thầy. Chào 13K800 anh em. Cảm ơn Nguyễn Hồ, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn, cảm ơn bác, cảm ơn. Thầy quải lòng, cảm ơn chị OS, cảm ơn chị. Thầy quải lòng, thầy nghe thầy đọc thầy uống thầy. Thầy lòng kìa. Nặng lắm anh em ạ. Cái ghế này thầy mua tới một củ chín anh em ạ. Chứ phải ít đâu anh em ơi. Một củ chín anh em ơi. Một bộ nó là một củ chín. Thầy quải lòng. Điều thầy nói với anh em thầy đập cho thầy tiếc lắm anh em ạ. Đập luôn thầy. Quải lòng anh em. Cảm ơn Quân Du, cảm ơn chị. Quải lòng sao giống như thầy nghĩ không phải bà chị OS đâu anh em à. Thầy nghĩ là cà rốt quá anh em ơi. Thầy nghĩ là em cà rốt anh em ơi. Bà chị OS mà tặng cho thầy cái vòi vô dưới cái bí rợ làm gì. Thầy vớ lòng thiệt luôn á. Thôi bà chị kêu thôi đừng đập nữa chứ. Quải đạn bà chị Thủy Ngô. Nếu mà chị không muốn em đập cái ghế này, chị tới đây em tặng cho thầy luôn. Vừa lâu chị tới đây cà rốt rồi, bạn cà rốt rồi. Thầy quải lòng thiệt luôn á. Quải lòng chào 14K anh em. Cà rốt anh em ơi. Em cà rốt ơi. Cô chồng về Việt Nam thầy liếm thầy nút lử em ơi. Thầy nút hết nước miếng luôn em ơi. Thầy quải lòng ghê, chào 13K anh em. Rồi, thầy kiếm nhân năm nha anh em ơi. Trước khi về Việt Nam, kè rốt nhớ cạo lử sạch sẽ nha em ơi. Nếu mà cái lử của em có mấy cái bợn màu trắng, thầy không có nút được đâu. Thầy nói thiệt, bợn trắng thầy ngại lắm. Thầy ngại nút lử bợn trắng lắm. Chào 11K400 anh em. Cảm ơn cà rốt nha em ơi. Thầy quải lòng ghê. Tặng cho em cái áo. Tuần sau mới có em ơi. Áo tuần sau mới có em ơi. Thầy quải lòng thì coi chưa. Ăn đi. Rồi ok anh em. Thôi bây giờ thầy kiếm nhân năm anh em ơi. Quải lòng 11 giờ rồi anh em ơi. Cảm ơn Đức Sù, cảm ơn bạn. Thì hôm bữa thầy cỡ ra anh em chuyện này. Hôm bữa thầy bơ ke thì nói chung là lúc mà thầy cảm ơn anh em á, thầy có tắt tiếng. Tại vì đỡ anh em nghe được. Những anh em u sờ và những anh em học sinh giỏi nghe được lời cảm ơn của thầy. Mà cũng có nhiều anh em vô bình luận kêu là thầy tắt tiếng khó chịu. Thầy quải lòng thật sự luôn.
mình tắt tiếng để mình cảm ơn anh em top của mình, mà có người lại kêu mình tắt tiếng khó chịu thì vãi lòng thiệt luôn anh em ơi. Cảm ơn Đức Sù, cảm ơn bạn. Thầy không còn cái gì cũng nói được, cái gì cũng nói thầy được, thầy vớ lòng thiệt luôn á. Cảm ơn Đức Sù, cảm ơn Cà Rốt, cảm ơn em. Cảm ơn 10K800 anh em. Chị Thủy kêu gửi ghế que Mỹ cho chị. Trời ơi, vãi lòng. Cảm ơn Cà Rốt em ơi. Cái ghế này thầy mà gửi qua Mỹ chắc thầy đổ nợ luôn anh em ạ. Cái ghế này thầy đổ thiệt, thầy mà gửi qua Mỹ chắc thầy đổ nợ luôn ạ. Cái ghế này nó nặng tin kẻ 40-50kg lần. Chào 11K300 anh em. Cảm ơn Dinh Dai, cảm ơn bạn. Cảm ơn Quân, cảm ơn bạn. Cảm ơn. Vãi lòng. Vãi lòng anh em thiệt. Cảm ơn tất cả anh em học sinh giỏi nhấp tay. Cảm ơn anh em. Thầy liếm hết anh em luôn á. Cảm ơn Min. Cảm ơn Min. Cảm ơn bạn Min. Cảm ơn. Anh em tốt chứ thầy quá anh em à. Thầy không biết làm gì để bù lại cho anh em hết. Khi nào thầy đi mà thầy gặp anh em, thầy sẽ núc lử. Thầy sẽ núc lử từng anh em. Nhớ cạo lử trước khi đi ra đường nha anh em ơi. May mắn nói chung là thầy may mắn thầy gặp anh em thì thầy núp. Thầy may mắn thầy gặp anh em thầy núp lử. Thầy núp tét lử luôn. Quẩy lòng. Chào 11 ke rử anh em. Anh em ơi, thầy vớ lòng quá. Bên này không có ghế đó. Bà chị quẩy đạn ghê. Ghế này có một cụ chín một bộ à chị à. Nè, em tặng cho chị có công ty luôn này. Công ty xây dựng Lạc Phụ Hồ nè. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lạc Phụ Hồ nè. Chị muốn thì nếu mà khi nào chị về Việt Nam em tặng cho chị một bộ luôn. Một củ chín. Chào 11K100 anh em. Vải lòng hình trên áo của Lê Minh Hô hả thầy? Vải lòng. Vải lòng thiệt. Cái này là kim cúc. Cái này là kim cúc anh em ơi. Còn ở trên là Lê Minh Hô. Cảm ơn Goi ơi. Cảm ơn bạn. Anh xin mời em. Thôi thầy kiếm nhân năm nha anh em.